chưa bổ, vẫn đợi địa giam, vẫn đợi địa giam cái đá này, đợi nó địa giam cái đá. Ok, dùng luôn mà nhám nhưng lại vẫn chưa bổ về. Ui, ăn bóng ở đây rồi. Nó bình tĩnh lạ lùng các bạn. À, Tốn Lường ơi, con Tốn Lường ơi, sát một mệnh lùi về. À, đây là farm cho đủ sát một mệnh. Biết là quả này biết là hàn bắt này. Có định nhảy tóc biến không? Không hề định nhảy tóc biến. Nào, bổ vào đầu mày bắt. Ui, sát một mệnh vẫn còn. Ủa, biết là không phải bán đồ nữa rồi đấy. Bình thường thì nó sẽ rất nhanh tay bán đồ, nhưng quả đấy nó biết là không phải bán đồ nữa rồi các bạn. Tập trung xử lý, lên dùng chúng sinh. Xuất mẹ rồi. Ok, chúng ta cùng nhau let go đến với con Tốn Lường triệu phân trong tay của Lai Khoa Game 7. Con tướng định đoạt chức vô địch của Sài Gòn Phantom. Con tướng mà Khoa đã nói rồi, đó là Pick Auto Win Game 7. Bên xanh Triệu Vân trói buộc Ma Nhãn Auto Win. Chúng ta xem Triệu Vân phải thi đấu như thế nào ở đường support. Đây cũng là nơi mà các bạn tôi nghĩ rằng là rất cần học tập. Có lẽ là các bạn cũng cần trận đấu này nhất. Bởi vì Triệu Vân là một trong những con tướng mà chúng ta cần phải xem, cần phải học. Vì vốn dĩ thì trước đây khi mà chúng ta đánh thì chủ yếu là chơi Triệu Vân ở đường trên hoặc đường rừng. Còn bây giờ Triệu Vân đánh trợ thủ cực mạnh thì cũng là lúc mà chúng ta cùng nhau xem Triệu Vân đánh trợ thủ phải đánh như thế nào. Sau tân lính đầu tiên thì hit cùng với Vân tân vừa rồi và sau đó ra hit lính hit tiếp. Triệu Vân giai đoạn đầu khá yếu khi chưa có chiêu cuối, và vì vậy đang phải khá khép nép đến từ Khoa, nhưng mà vẫn mất khá nhiều máu. Khoa về chưa? Khoa quyết định về rồi, không hit thêm con lính nữa cùng với lại cả Lai Bâng. Cấp độ đạt là khoảng gần 3 cấp độ sau 1 phút 20 giây. Triệu Vân là một con tướng mà các bạn biết rồi là nó không hề mới, à không hề gọi là đánh nhiều ở đường support, và vì vậy nên là chúng ta cần rất cần xem thao tay của Khoa để xem Khoa xử lý con bài này như thế nào, và có lẽ là cũng là một cái gọi là mẫu, làm mẫu cho các bạn luôn ở đường trợ thủ. Đây là pha tiếng mà đội bạn lao vào, Khoa mới có cấp độ 3 chả làm được con mẹ gì cả, đó là Triệu Vân. Vâng, anh Vân mà chưa đạt cấp 4 thì chả làm được con mẹ gì cả. Hai thành viên của Sato phải về nhà. Triệu Vân giai đoạn đầu đi support khá yếu, khi mà hỗ trợ đồng đội thì chả hỗ trợ được, mà gây sát thương thì cũng chả gây sát thương được. Nói chung là hơi phế trước cấp độ 4. Triệu Vân lang thang đợi 4 rồi, cần phải có 4 đây rồi, được nhiều nguyên tân lính. Hai con này là đủ 4 rồi. Có tóc biến vào bổ hay không đây? Chưa. Quyết định là chờ đợi. Triệu Vân kể từ sau cấp độ 4 thì lại lên một tầm cao mới. Khoa có sử dụng cho mình băng xương, và sau khi mà đổi băng xương thì có thể lên thêm thương khung kiếm ở vị trí của băng xương, nếu như mà trong trường hợp mà có thể lên thương khung sớm. Tuy nhiên thì với Triệu Vân tôi nghĩ rằng không thể lên thương khung sớm được nếu mà đánh ở đường support. Triệu Vân ở đường support rất là cần đồ, cần rất là nhiều đồ, thế nên là Triệu Vân không thể lên được sớm thương khung được. Có lẽ cái băng xương này chỉ dùng xong rồi cái ô đồ đó thì khá khó. Ui, Hàn trượt kìa, một tình huống hình như có tốc biến đến từ Hàn đúng không, nhưng mà trượt. Khoa bây giờ vẫn đang đánh thủ thôi. Giai đoạn đầu trận đấu thì Triệu Vân không hỗ trợ cho đường rồng, nên là đường rồng cần một con đi độc lập được. Nếu như bạn đánh Triệu Vân hỗ trợ thì bạn hãy bảo đồng đội của mình pick những con như là Phoenix hay AT hay là Elsu đó, Stewart. Ui, bổ vào đầu mày úp ai. Ui, thôi hiệu quả. Ui, đây là pha bổ đầu tiên đến từ Khoa. Phoenix bao nhiêu đây? 5:20, thời gian hồi tốc biến của Phoenix. Vâng, sau một nỗ lực bổ vào đầu mày. Ê, chúng ta xem lại pha bổ vào đầu mày phát anh em ơi. Từ từ đã, quay lại pha địa giam này nào. Bổ vào đầu mày này. Khoa bị địa giam. Khoa để nguyên 3 chiêu nha, rất bình tĩnh để nguyên 3 chiêu các bạn nha. Rất bình tĩnh. Sau đó dậy phát là bổ, đấy là tỉnh luôn. Là tỉnh luôn, sau đó bật chiêu 1, chiêu 2, tỉnh liên tục. Và sẽ không bị hiệu ứng khống chế. Trong tơn thi đấu này thì bên phía của One Star mất 2 người. Còn Sài Gòn Phantom thì mất Khoa Fit. One Star mất 3 người, như vậy là 3 đổi 2 trong tình huống thi đấu này. Một tình huống thi đấu có lời dành cho bên phía của Sài Gòn Phantom, khi mà Triệu Vân đã bổ được rất nhiều đam từ trước đấy rồi các bạn nhá. Đây là tình huống mà còn chưa có ma nhãn đâu, chưa thể có ma nhãn để gây đam được. Chứ mà cái tầm mà có ma nhãn thì chúng mày xong đời với tao. Đó là con bổ vào đầu mày.
chiêu thức của Triệu Vân bây giờ vẫn chưa biết à? Trời ơi, Triệu Vân mà bây giờ còn chưa biết chiêu thức để ở rank gì vậy? Triệu Vân chiêu 1 tăng tốc chạy. Đấy, cú quẹt đầu tiên gây đam. Chiêu 2 của các bạn có khả năng hút máu, có khả năng làm chậm đối phương, có khả năng tăng tốc đánh rất cao. Chiêu 3 sẽ là chiêu cuối, có khả năng giúp cho các bạn. Ui, và đã bổ vào đầu mày. Cái gì? Sát thương chuẩn mà mày lại định làm gì? Mày có biết đây là sát thương chuẩn không? Mày có biết đây là sát thương chuẩn không? Ma nhãn bật lên và sát thương chuẩn chiêu cuối. Vâng, chúng ta vừa mới nói xong. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy là Khoa cầm băng xương nhưng vẫn có thể dùng được ma nhãn. Bởi vì sao? Bởi vì người ta tay nhanh. Thế nên là thích dùng ma nhãn thì vẫn cứ dùng ma nhãn được nha. Cái băng xương không ảnh hưởng đến việc dùng ma nhãn đâu. Các bạn vẫn có thể dùng ma nhãn bình thường và vẫn tiết kiệm được băng xương. Chiêu cuối của Triệu Vân bổ vào đầu mày. Đấy, chiêu đấy gọi cái tên của nó là bổ vào đầu mày. Ui, bình tĩnh không? Nó không ulti một cách vội vàng lắm các bạn nhá. Nó ulti cực kỳ bình tĩnh luôn anh em. Khoa, chúng ta xem lối đánh của Khoa một con Triệu Vân sẽ hơi khác với con Triệu Vân của Han đấy. Han là nhìn thấy là bổ vào đầu mày, không có lằng nhằng. Han là đánh kiểu lối đánh không lằng nhằng, bổ vào đầu mày ngay. Chiêu cuối bổ vào đầu mày sẽ giúp cho các bạn gây ra sát thương chuẩn. Cùng với đó thì tất cả những đòn đánh ở trong khoảng thời gian sau đó của Triệu Vân, khi mà còn thời gian hiệu lực của chiêu cuối, đều sẽ gây thêm một lượng sát thương chuẩn. Tất cả các thứ được gây ra bởi Triệu Vân thì đúng hơn, bao gồm cả trói buộc, bao gồm cả ma nhãn, bao gồm cả áo choàng thần ra, đất đều có thể gây đam với đam sát thương chuẩn của Triệu Vân. Và vì vậy nên đam rút cực kỳ nhanh. Lúc này thì Khoa đã lên xong cho mình đồ trợ thủ rồi, và cũng như lên xong được giày rồi. Giày mà Khoa lựa chọn ở trong trận đấu này sẽ là giày kiên cường. Anh Vân lên đỉnh mà, anh Vân lên đầu chuỗi thức ăn mà. Anh Vân bây giờ tôi đã hỏi Khoa rồi, tôi có hỏi Khoa một câu là bây giờ con này top 1 đường support được chưa. Khoa bảo là top 1 rồi, tier 1 thì đúng hơn, nhưng mà top 1 nó nằm trong tier 1 các bạn nhá, chứ không phải là con này là con mà ao trình hoàn toàn tới các con khác thì không phải. Nhưng mà con này nằm ở tier 1 của đường support rồi, con tướng mà sắp tới khả năng cao là cầm đấy các bạn, khả năng là cầm đấy, không đùa đâu. Khả năng cao là thả Rui, thả Aya nhưng lại cấm Triệu Vân đấy. Không dùng hồi huyết à anh? Không, ma nhãn nhá, Triệu Vân phải ma nhãn nhá. Triệu Vân phải ma nhãn. Soạn hồi huyết là để dùng băng xương em ơi. Soạn hồi huyết là khi mình dùng hồi huyết thì nó sẽ đổi được cái băng xương, em hiểu không? Vẫn phải soạn, bởi vì Khoa cầm băng xương đầy mạnh. Cái gì má Tốn Lường ơi, con Tốn Lường ơi. Ê, nắc luôn mà, con Tốn Lường nắc luôn mà. Cái con Tốn Lường này bây giờ ơi, chưa thằng đồng đội nào thèm gây đam hết. Chưa thằng đồng đội nào lên gây đam hết. Một mình con Tốn Lường gây đam. Đấu má, một mình con Tốn Lường gây đam này. Con Tốn Lường ơi, một mình nó gây đam này. Ui, ui, đừng hất có Tốn Lường về. Han ơi, địa giam nó lại, đừng hất có Tốn Lường về. Trời ơi, một mình nó gây đam nè. Wansa quay trở lại với chiêu cuối của Marit. Wansa mất khá nhiều máu đến từ Han, Quang Hải và phải về rồi. Má, nó đấu sĩ. Đấu sĩ ơi, đam sát thương chuẩn ảo, ảo vê lù. Một mình con Triệu Vân gây đam vào giữa 5 thằng đối phương, 3 thằng, 2 thằng mất gần nửa máu, 1 thằng thì mất 3 phần tư máu, mất cả băng xương. Đấy, một mình nó đấy, một mình con Tốn Lường đấy. Một mình con support. Đấy, một con support gây đam như vậy đấy các bạn. Xúc sinh. Đúng con tướng xúc sinh. Con này thay thế con Maloc của anh em ơi. Con này thay thế con Maloc, con này mạnh hơn con Maloc nhiều. Sát thương vẫn là sát thương chuẩn như con Maloc, nhưng mà con này mạnh hơn con Maloc nha các bạn ơi. Con Maloc phải lên đam, con này được lên tanh, hiểu không ạ? Đam của nó gây ra như nhau nhưng mà con này lại lên tanh, còn con Maloc phải lên đam.
đáng yêu bơm tùng mỏ. Con này gây ra một kinh hơn con Ba Lốc các bạn nhá. Anh làm hit check chưa? Nếu mà nói tin trong tim. Này anh dáng lại lâu tí để em về còn xem tiếp được. Cảm ơn em nhiều, thank you em. Mà mic check làm sao? Chúng ta sẽ nhau đến với bổ vào đầu mày trước đã. Vị tướng bổ vào đầu mày 3.800 tiền. So với Hát là 3.200 tiền, đến tôi Han thì Khoa đang ao tiền rồi. Bổ bình tĩnh ấy. Lối đánh của Khoa các bạn nhìn thấy ngay, tí nữa chúng ta cùng nhau làm con bổ vào đầu mày của Hát Han để các bạn xem. Lối đánh của Khoa thiên về bình tĩnh hơn, ao chiêu. Đợi đối phương dùng chiêu trước hơn. Lối đánh này tương đối chậm rãi và bình tĩnh chứ không vội vàng bổ. Đấy, các bạn thấy không? Các bạn thấy không? Các bạn thấy không? Nó rất bình tĩnh và không vội vàng. Nó đợi đối phương địa giam đã các bạn ạ. Khoa này không phải là thằng bổ vô tội vạ đâu các bạn. Nó muốn gây tối đa hóa lượng đam Triệu Vân. Và vì vậy trong lối đánh của Khoa các bạn có thể nhìn thấy là rất bình tĩnh bổ chứ không hề vội vàng để bổ vào đầu của đối phương, nhất là khi đối phương có ba đùm một con có thể địa giam được. Thì trừ khi là núp bụi được sẵn rồi, còn nếu không thì Khoa sẽ tương đối chậm rãi để đợi chiêu của đối phương đã, sau đó giữ vậy nguyên ba chiêu để giải hiệu ứng nữa anh em. Triệu Vân có một cái khó là anh em cứ lao vào chiêu một, lao vào bổ vào đầu mày luôn thì anh em sẽ khó để được giải hiệu ứng, đúng không ạ? Thì Khoa là thường chơi theo dạng là cực kỳ bình tĩnh ở trong cái việc đó là lao vào bổ, cứ đi bộ vào chậm rãi đợi đối phương địa ra mình đã, không hề vội vàng. Đó là lối đánh của Khoa. Con nào cũng bình tĩnh kể cả con Crash. Đúng rồi, đó là lối đánh của Khoa ấy. Anh em ơi, cực kỳ bình tĩnh. Triệu Vân tanh đam luôn, chây đam luôn. Một tình huống tanh đam khá mất công đến từ Sài Gòn Phantom. Họ muốn lấy cái trụ sữa nhưng mà vẫn chưa được. Vẫn còn xịt thiếu xíu. Nào, có quay ra bổ vào đầu mày không? Vâng, bị địa ra một hơi đau. Rồi, Quang Hải ủa. Có lao vào không? Có lao vào không? Qua vẫn đang chờ đợi. Ủa, bạn nó đánh bình tĩnh thật đấy. Quả vừa rồi nó cũng không lao vào nữa luôn các bạn ạ. Mất Phoenix rồi. Tuy nhiên thì Triệu Vân của Qua tương đối là vẫn cẩn thận trong việc dùng chiêu. Đấy, đấy, vẫn còn giữ được chiêu nó. Đây là tác dụng này, tác dụng của cái việc giữ được chiêu này. Đây, cái tác dụng của việc giữ được chiêu nó là đây này. Đấy, nhìn thấy không? Bình tĩnh không? Mày bố mày bổ vào đâu mày? Bổ vào đâu mày? Quang Hải mất băng xương luôn và Quang Hải. Ơ này, sao Quang Hải bây giờ mới mất băng xương nhỉ? Ơ thế lúc nãy Quang Hải băng xương kiểu gì? Ơ Xúy 19-56, từ từ đã anh em ơi. Yên yên, xúy. Thế kết quả ở đây là thằng nào băng xương? Kết quả ở đây đấm nhau là thằng nào băng xương? Xúy, từ. Thế kết quả trước đấy là thằng nào băng xương vậy? Nãy hạ Han à, ok, 19-56. Đây chính là tác dụng của cái việc bình tĩnh đó các bạn. Nãy ở mid Khoa nó không bổ ấy. Nếu quả lúc nãy Khoa bổ ở mid thì Khoa sẽ mất tốc biến và sẽ mất chiêu cuối. Mặc dù là bổ sẽ ra đam, nhưng mà nếu muốn chạy được thì phải mất tốc biến và chiêu cuối thì mới về được. Và đây là cái tác dụng. Đây chính là cái tác dụng của việc giữ chiêu rồi. Bình tĩnh thật, công nhận bình tĩnh thật đấy. Không, tôi ít khi tôi thấy con Triệu Vân nào ở cái phiên bản này nó bình tĩnh như thế này các bạn. Ui, nó vã thẳng vào Quang Hải mà. Nó vã thẳng vào Quang Hải mà. Ui, Sài Gòn Phantom đánh thiếu người. Ăn được 3 mạng, mất 1 người. Ăn được cả xe ra. Ui, quả đánh thiếu người này lợi thì vô cùng lợi luôn. Lợi vô cùng, Tổ quốc ta ơi. Lên tất cả những đồ có ích cho Triệu Vân trước. Đó là giáp thống khổ và đó là team Morbius. Hai món trang bị giúp ích cho Triệu Vân nhiều nhất ở trong việc tăng sát thương, đó là team Morbius và giáp phản, đều đã được lên đến từ nhiều quả. Với giáp phản, với team Morbius, với trói buộc và với ma nhãn thì như thế là các bạn đã đủ để gây đam rồi. Thằng Si mà bắn vào người của Triệu Vân này thì chắc cũng mất 1/3 cây. Si chỉ cần bắn vào người của Triệu Vân thôi là mất 1/3 cây rồi. Còn nếu như mà trong trường hợp mà Khoa mà bật được ma nhãn và dính cả vào người của Si nữa thì chắc là mất nửa cây. Đó là Triệu Vân phong cách bổ vào đầu mày.
Rồi, ok, xuống đường dưới nhưng mà bên phía One Star chắc là về thôi. Khó bắt, tên này khó bắt. Lúc này thì Khoa và những người đồng đội của mình sẽ tiếp tục xử lý cho mình con rồng. Và tình huống chiêu cuối luôn, bởi vì là Sài Gòn Phantom đang chịu thôi tại, nên là phải ra chiêu thật nhanh, ăn cho mình con rồng này thật nhanh. Lúc này là phút chiếu thứ 12, One Star lúc này là thua rồi. Sau pha ở hang Seja vừa qua là One Star chính thức thua rồi. One Star phải đi đầy lẻ rồi. Và đẩy lẻ lấy được cho mình thêm một cái trụ hay không đây? One Star chưa lấy được cái trụ đó, nhưng mà con xe sẽ lấy được cái trụ thôi. One Star về nhà thủ nhà. Sài Gòn Phantom đang đánh tương đối là nhẹ nhàng thôi. Cây đây của Khoa lúc này là 225. Nhưng mà cả hai pha chết đều cực kỳ có ích. Hai tình huống mà Khoa phải nằm lại thì đều là cực kỳ có ích. Con này thật sự con tốn lượng. Rơi vào tay các tuyển thủ hàng đầu nữa, đánh đường trợ thủ nữa thì nó lại càng tốn lượng. Đánh đường trợ thủ, đam của đường trợ thủ ấy không thua gì đam ở các khu vực đường khác đâu các bạn. Con Triệu Vân này đi trợ thủ gây đam bằng đi các khu vực đường khác các bạn nhá, không bị ảnh hưởng. Vẫn lên tanh, đam gây ra vẫn vậy, không thua kém gì những cái đường như là đường tốt hay là đường rừng. Đi tốt đi rừng chỉ gây được bao nhiêu đam thôi. Bởi vì Khoa cũng lên nốt cả giáp phản với team Morbius rồi anh ấy, nên là không có con nào được rồi anh em ạ. Đúng rồi, ma nhãn còn làm giảm tốc độ chạy của kẻ địch, nhưng mà cái quan trọng hơn của ma nhãn đấy là nó gây đam. Phiên bản mới này chỉnh sửa của cái ma nhãn gây đam. Các bạn có thể thấy rằng là Khoa rất ít khi cân 3, cân 4 đúng không ạ? Ở trong những cái tình huống mà đúng, mà bạn ấy được quyền chủ động thì rất ít khi bạn ấy cân 3, cân 4 vào đấm nhau. Cực kỳ ít. Bạn ấy thường để lại chiêu các bạn ạ. Khoa thường sẽ để lại chiêu và chờ đợi một tình huống mà đối phương đã hết chiêu hoặc là bạn ấy được gây đam một cách thoải mái một chút. Còn lại nếu không thì bạn ấy sẽ ít khi bổ lắm các bạn. Cái tần suất bổ của bạn ấy khá ít. Đây là một con tướng mà Khoa có vẻ như là đánh một nhịp một, chứ không phải là đánh xong đợi hồi chiêu đánh tiếp đâu. Hợp lý thôi, bởi vì Triệu Vân đi đường support thì cũng không hồi máu được. Triệu Vân đi đường support thì ít khi được farm lính ấy các bạn. Phải được farm lính thì con Triệu Vân mới hồi máu được. Tuy nhiên là con Triệu Vân đi đường support thì các bạn cũng không farm lính được đâu. Giáp Gaia. Trong trận đấu này thì đối phương sở hữu Rui. Và vì vậy nên Khoa lên giáp Gaia. Có lẽ là cũng đã nhìn thấy rồi, Marit hình như là không lên cho mình sách đâu. Marit trận này không lên sách thì phải. Và vì Marit không lên sách nên là càng phải lên giáp Gaia các bạn nhau. Rồi xuống bắt. Nhưng mà One Star chắc là về thôi. Nhìn thấy 4 người về, Khoa biết ngay là còn thiếu 1 người. Khoa đã đang đi ra nhưng mà thôi, quyết định là bỏ rồi. Ủa, bây giờ mới phát hiện, bây giờ Sài Gòn Phantom mới phát hiện là thiếu một người, thiếu Marit. Bây giờ Sài Gòn Phantom mới phát hiện lúc này Marit về hết rồi. Mày, các bạn có thể đợi tôi. Tôi nhịn thở cái nấc mãi từ nãy giờ nhở, nấc mãi từ nãy giờ cày đéo chịu được. Quay trở lại với diễn biến của trận đấu này, phút thiếu thứ 15, thời điểm quan trọng nhất của trận đấu. Đây là thời điểm mà Khoa và những người đồng đội của mình cần phải kiểm soát tiếp thế trận, bởi vì là One Star đến lúc khỏe rồi. One Star đến thời điểm One Star bắt đầu khỏe rồi, thế nên Sài Gòn Phantom đang tận dụng cái lợi thế có từ trước đấy để triển khai cao thế trận. Bắt không được. Triệu Vân các bạn cố gắng để giành cái chiêu 2. Đấy, còn nếu mà để giành được cả chiêu 1 chiêu 2 thì rất tốt. Ủa, phải ép gong rất hay. Phải ép gong rất hay của Fit cũng như là Zero để cho Phoenix có thể tận dụng thời cơ lấy được cái trụ vừa rồi, mà phải ép gong rất tốt. Lúc này Sài Gòn được lợi một cái trụ đường giữa rất là ngon. Tình huống xử lý tốt của Sài Gòn Phantom. Bây giờ thì có bổ vào đầu mày không? Quyết định là không ngay anh em ơi. Phoenix đã soi thấy rồi. À gần con Phoenix thì đúng hơn. C đã soi thấy Khoa trong tình huống thiếu vừa rồi. Con Phoenix rất là an toàn các bạn nhá. Các bạn có thể thấy là như tình huống vừa rồi, con Phoenix nó soi ra người như thế rất là khó chịu. Các bạn cứ tưởng là các bạn núp được, nhưng mà gặp con Phoenix thì nó hơi khó chịu ở cái đoạn điểm này. Zero bị bắt pha này. Zero bị bắn như điên. Khoa vẫn chưa bổ, vẫn đợi địa giam cái đá này. Đợi nó địa giam cái đã. Ok,
dùng luôn ma nhãn nhưng lại vẫn chưa bổ về. Ui ăn cục máu ở đây rồi, 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 đây rồi. Nó bình tĩnh lạ, nó bình tĩnh lạ lùng các bạn. Thật sự này, tôi là nói thật là này rất bình tĩnh luôn đấy các bạn. Hòa. Lối đánh Triệu Vân của thằng này khá khác với lại cả những gì mà tôi tưởng tượng với con Triệu Vân này, thật sự là như vậy. Các bạn xem quạ, tí nữa các bạn sẽ được xem Han. Xem Han đánh Triệu Vân các bạn sẽ thấy. Tí các bạn xem Han đánh Triệu Vân các bạn sẽ thấy. Một phần là bởi vì, có lẽ là bởi vì là trận này một phần. Một phần là bởi vì bên phía của OneStar. Một phần là bởi vì OneStar có địa giam. Một phần là bởi vì OneStar có địa giam. Nhưng mà một phần còn lại đó là tính toán chiêu thức rất là cẩn thận. Ui, đổi giày lên giày Hermes ra hang xe ra nhanh. Má, cẩn thận tỉ mỉ. Đây, đây vẫn là người mà tôi muốn xem thao tác đánh nhất các bạn nhá. Đây vẫn là người mà tôi muốn xem thao tác đánh nhất. Về cái là mẹ mày tay lăm lăm cái giày Hermes luôn mà. Cực kỳ là cẩn trọng và chuẩn chỉ trong thao tác. Nói thật là như vậy. Muốn thử khởi động. Đối phương vẫn còn 3 người trên bảng. Một người nữa là 4. Nhìn thấy 4 người rồi. Tuy nhiên thì thấy không ổn rồi. Đối phương ra kịp rồi mà đam, đam của team mình thì không nhanh. Đam của Sáng Tôm ăn xe ra không hề nhanh. Muốn nhanh hơn chút nữa thì Phoenix phải dùng cả 3 phi tiêu. Nhưng mà nhìn tham minh thời gian là thấy không kịp rồi. Trong khi là đối phương lại ra sắp đến nơi rồi. Đối phương lại có Rui nữa. Hoàn toàn có thể lao ra. Thế nên là không thể ăn được xe ra quả đấy đâu các bạn nhá. Nhất là khi mà đối phương có Rui thì quả đấy ăn một nửa xong thì đúng là com cóp cho cọp nó sơi đấy. Lúc này Khoa vẫn đang có cục team Morbius. Và bây giờ thì Khoa cần thêm một món trang bị nữa. Đó là giáp hộ mệnh hoặc là thương khung kiếm. Ui. Một là giáp hộ mệnh hay là thương khung. Cần thêm một món trang bị nữa. Nếu mà thương khung thì phải nhanh tay để đổi thương khung bằng tay. Bởi vì cái món bắp băng xương là nó vào cái ô của cái ô đồ 1 rồi. Thế nên là bây giờ thì nếu mà dùng thương khung thì các bạn phải ấn thêm sử dụng, nó khá là khó chịu. Và có lẽ là giáp hộ mệnh rồi. Khoa lúc này thì đang đứng bụi rồi và chờ đợi cho đủ tiền để lên cái giáp hộ mệnh. 1450 chuẩn bị đủ rồi. Hay là 1490 nhỉ, tôi không nhớ lắm. Còn thiếu một chút nữa để có được cái giáp hộ mệnh. Úi giời, tình huống này thì bổ nha các bạn ơi. À, như vậy là sẽ chỉ để bổ nếu như mà gặp con ba đum thôi. Gặp con ba đum thì sẽ bổ lại, sẽ để bổ lại. Còn mẹ mày cái tầm Richter thì tao đấm mày chết. Tầm Richter tao đấm mày chết, tao xiên mày chết. Rồi ok, 1490 đủ giáp bộ mệnh, đủ giáp bộ mệnh lùi về. À đây là farm cho đủ giáp bộ mệnh. Chúng ta đến với tình huống quan trọng nhất, tình huống mà Khoa bị bắt. À, chúng ta cùng nhau đến với tình huống mà Khoa bị bắt. Nó farm nốt để lấy nốt cái giáp bộ mệnh. Rồi xong đi về. Biết là quả này biết là Han bắt này. Có định nhảy tốc biến không? Có định nhảy tốc biến không? Không hề định nhảy tốc biến. Nào, bổ vào đầu mày bắt. Ui giáp bộ mệnh vẫn còn. Ui biết là không phải bán đồ. Biết là không phải bán đồ nữa rồi đấy. Bình thường thì nó sẽ rất nhanh tay bán đồ. Nhưng quả đấy nó biết là không phải bán đồ nữa rồi các bạn. Tập trung xử lý lên phù chính trường sinh. Một lần nữa anh em chú ý, đây là tình huống quan trọng nhất của trận đấu này. Nào, một lần nữa đồng bào chú ý, đây là tình huống quan trọng nhất của trận đấu. Tình huống phút thi đấu thứ 18, 49, 50. Khoa lên đường trên là để lấy nốt cái giáp hộ mệnh. Và đã bắt đầu nhìn thấy hướng di chuyển của OneStar. Nhìn thấy An ở đây luôn rồi, Fit đã cho thấy An rồi. Không thèm tốc biến, không tay không chỉnh vào tốc biến luôn. Tay không hề để cạnh tốc biến. Biết là chơi được. Ui nó quay lại nó bổ luôn vào đầu. Bật ma nhãn, bật chiêu lên, vỗ vào người đối phương, bã phi tiêu. Nhưng mà trước đó là tốc biến chạy. Hoàn toàn không cần soạn liềm. Các bạn thấy nhá, không phải lúc nào nó cũng thể hiện cái sự nhanh tay của nó. Không phải lúc nào nó cũng thể hiện cái sự nhanh tay của nó đâu các bạn. Thề. Khi nó cảm thấy không cần thiết thì nó không hề soạn liềm đâu các bạn. Và sau đó là bán đồ để lên cho mình phù chú trường sinh quay trở lại giao tranh. Ok.
Tôi không biết nói gì hơn, nhưng mà tốt quá anh em. Đánh hay quá. Đây là một quả bẫy rồi anh em ơi, đây là một quả bẫy rồi. Không biết nói gì hơn, đây là một quả bẫy rồi. À, tốt đấy. Các bạn có thể thấy là nếu như mà quả vừa rồi mà rơi vào tình thế hiểm nghèo, chúng ta xem lại một lần nữa các bạn. Chúng ta xem lại một lần nữa các bạn. Nếu như quả vừa rồi rơi vào tình huống hiểm nghèo, nếu như thực sự đây là một tình huống hiểm nghèo, thì các bạn sẽ thấy Khoa có rất nhiều thứ để bỏ chạy. Hàn sai rồi. Càng nhìn góc nhìn của Khoa, chúng ta càng nhìn thấy là Hàn sai mất rồi. Vì quả đấy nếu như Han có bắt được đi chăng nữa mà đẩy Khoa vào tình huống hiểm nghèo, thì Khoa nó chỉ cần sử dụng một cái tốc biến là xong. Nhưng Han, nếu như mà Khoa phải tốc biến thì đồng nghĩa Han cũng phải tốc biến. Đây các bạn nhìn nhá. Han sai mất rồi, quả này Han sai mất rồi. Quả này Han bị rút rồi anh em ơi. Quả này có coi là Han bị rút rồi các bạn. Đây các bạn nhìn nhá. À, các bạn có thể thấy là nếu như tình huống này Khoa cần né thì chỉ cần một cái tốc biến là xong. Nhưng nếu như Khoa phải tốc biến thì Han cũng mất tốc biến mà, đúng không? Han mất cả tốc biến cả địa giam thì mới bắt kịp được Khoa, chứ không phải là Han không mất gì. Thế nên nếu như mà kể cả trong trường hợp này mà Khoa nó phải mất tốc biến thì cũng chỉ là hòa, là cùng. Nhưng rõ ràng là nó để lại, và nó còn có thời gian, lúc này nó có thời gian để nó nhìn xem là cái kho đồ của nó như thế nào một cái. Đấy, nghía vào kho đồ một cái, xem đồ của mình như thế nào. Sau đó là xử lý này. Sau khi tỉnh dậy thì chỉ cần đơn giản đó là bấm chiêu cuối liên tục, thế là xong. Bật chiêu cuối, bật ma nhãn. Đấy, bật chiêu 2. Sau đó là bật thêm chiêu 1 để né được càng nhiều hiệu ứng càng tốt, và tăng thêm tốc độ chạy cho bản thân mình. Và sau đó đợi mất giáp hộ mệnh. Mất giáp hộ mệnh xong là nó biết là quả này là thắng con bác rồi các bạn. Nhìn nhanh thật đấy. Quả này rõ ràng là các bạn biết là với cái trình tay của Khoa thì quả này chỉ đơn giản là bán một cái giáp hộ mệnh và bán một cái team Morbius là xong, đúng không ạ? Nếu như mà Khoa thích nhanh tay thì bán một giáp hộ mệnh, một team Morbius, hoặc là bán một giáp hộ mệnh, một ma nhãn là xong, là lên cho mình cái liềm đợt mệnh ngay. Nhưng mà nó nhìn thế trận rất là nhanh, thế trận là không cửa thua rồi, không cửa để đối phương bắt được mình rồi. Và mình còn yếu máu nhưng mà mình còn nguyên tốc biến. Và nó biết là nó xử lý được, là nó không lên liềm luôn các bạn. Là nó sẽ không lên liềm. Xử lý để chạy anh em. Xử lý để chạy rất nhẹ nhàng. Sau đó chạy xong phát là phù chú trường sinh ngay. Để có phù chú trường sinh quay trở lại giao tranh ngay. Bình tĩnh nhở. Trong một cái pha giao tranh quan trọng, ở trong một cái thời điểm mà biết là end game rồi, như nào mà nó bình tĩnh nhở. Xử lý mọi thứ mượt mà luôn các bạn ạ. Xử lý mọi thứ quá mượt mà. Bởi vì là nó không có thao tác thừa ấy. Bởi vì như vừa rồi, như pha vừa rồi nhá, các bạn sẽ nhìn thấy, ví dụ như chỉ đơn giản là một thằng nhanh tay thôi, đúng không? Nếu như bạn chỉ là một thằng nhanh tay thì pha vừa rồi sẽ bán team Morbius, bán giáp hộ mệnh để lên liềm đoạt mệnh ngay. Nếu như chỉ là một thằng nhanh tay. Nhưng mà cái độ bình tĩnh của nó, các bạn đều biết rằng là cái khả năng để Khoa bán đồ mua đồ thì quả vừa rồi nó là nằm trong tầm tay thôi các bạn. Nhưng mà nó biết, nó căn mọi thứ rất là chuẩn chỉ đấy các bạn. Tô thật. Nó căn được là nó cần cái gì ở trong một pha giao tranh. Thực sự, ấy mà. Thề luôn. Càng nhìn lại càng khó chịu. Nó cẩn thận, nó tỉ mỉ, đéo chịu được các bạn. À, lại còn bán nốt cái giáp thống khổ để còn lên đam nữa. À, nó tỉ mỉ đấy, chịu được. Còn phải bán nốt cái xuyên giáp để còn phá trụ cho nhanh một nhịp nữa. Nó tỉ mỉ, chịu được. Win mẹ rồi. Win mẹ rồi, còn cố bán nốt lên cái kiếm Mura. Lên cái kiếm Mura anh em ạ. Thiếu tí tiền thôi các bạn. Trời ơi, nhưng mà nó đéo bán mấy cái đồ kia đấy. Bởi vì nó thấy thiếu tí tiền thôi mà. Nếu như mà còn thiếu tiền nữa, nó bán nốt team Morbius hoặc là bán nốt này. Có thể là đến lúc mà đi vào đến đây là nó sẽ bán nốt này nếu như mà thiếu thêm tiền đấy. Nhưng mà không thiếu tiền nữa, biết là sắp đủ rồi. Biết là vào đến nhà chính là đủ à. Trời ơi, tỉ mỉ đấy, hơi chịu được. Ok, chúng ta tổng kết bảng ngọc của con Tốn Lường Triệu Vân trong tay Lai Khoa. Đó là 9 viên giáp tốc đánh máu tối đa, 1 viên tỷ lệ chí mạng ngọc đỏ. Ngọc xanh sẽ là
máu tối đa giảm hồi chiêu. Ngọc tím sẽ là 5 viên máu hồi máu tốc chạy, 5 viên tốc đánh tốc chạy, đúng chưa? Chính xác rồi. Bổ trợ mà Triệu Vân trong tay của Khoa sử dụng sẽ là trói buộc cộng với lại cả giảm hồi chiêu cuối cộng băng xương. Như vậy là tanh trụ, chúng ta sẽ có nhánh tanh trụ này, tăng máu này, trói buộc này, giảm hồi chiêu cuối và băng xương. Đồ nó không thèm soạn. Đồ thằng này không thể soạn sẵn đồ rồi anh em ạ. Thằng này nó soạn tay nên là nó không quan tâm các bạn ơi.